Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 4 tháng 11, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị thị xã Vĩnh Châu đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân đã thông tin đến cử tri về kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2024, dự kiến thời gian chương trình kỳ họp cuối năm 2024. Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học công nghệ và hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho người nuôi tôm công nghệ cao, nạo vét kênh thủy lợi, mở cống lấy nước mặn phục vụ vùng nuôi tôm. Cần nâng mức chuẩn hộ nghèo phù hợp với hệ thống lương cơ bản. Việc chi trả chế độ chính sách qua tài khoản ngân hàng cần có lựa chọn đối tượng phù hợp. Cử tri mong muốn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh kiến nghị Bảo hiểm Y tế xem xét điều chỉnh quy định tái khám tại bệnh viện tuyến tỉnh, phải có giấy chuyển viện từ tuyến thị xã. Kiến nghị cần sớm giải quyết những khiếu nại tố cáo của người dân đã kéo dài nhưng chưa được giải quyết. Đối với các kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết của địa phương để được cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng. Riêng những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan cấp tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận tổng hợp để kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng trả lời tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngày 5 tháng 11, ông Võ Chí Công, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp huyện Long Phú đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Đại Ngãi và xã Trường Khánh, nhằm thông tin tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh huyện trong 10 tháng năm 2024 và dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân các cấp được tổ chức trong tháng 12. Qua đó, bà con cử tri rất phấn khởi với những kết quả đạt được và kiến nghị các vấn đề như cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý đối với xe chở phế liệu gây ô nhiễm môi trường, mở thêm cây ATM, có kế hoạch sửa chữa tuyến quốc lộ Nam sông Hậu đi qua địa bàn và khu vực vòng xuyến, bảo đảm thuận tiện cho người dân lưu thông, nâng cấp sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn, chợ Đại Ngãi xuống cấp cần sớm đầu tư, trung tâm thương mại, trường mẫu giáo Đại Ngãi xuống cấp, sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa và mở rộng cầu thanh niên ấp Trường An xã Trường Khánh giáp với ấp 3 xã Châu Khánh xuống cấp và hẹp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, mở rộng các tuyến đường nông thôn. Chính quyền địa phương, các ngành chuyên môn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Long Phú và ông Võ Chí Công cũng đã giải trình các ý kiến bà con cử tri đặt ra, đồng thời ghi nhận tổng hợp gửi các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết và trình trong các kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới. Chiều nay ngày 5 tháng 11, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có buổi làm việc với Trung tâm Giám sát Điều hành IOC để nghe báo cáo tình hình hoạt động trung tâm trong quý 3, cùng dự có lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan. Trong quý 3, Trung tâm IOC tiếp tục hoàn thiện chức năng giám sát theo thời gian thực đối với tình hình trễ hạn hồ sơ và tình hình nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, giúp cải thiện chỉ số dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Theo đó, trong quý, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 70,94%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 23,6%, đồng thời đã bổ sung tình hình số hóa hồ sơ. Các chỉ tiêu này sẽ giúp lãnh đạo nắm được kết quả số hóa hồ sơ trên toàn tỉnh, cũng như số hóa hồ sơ của từng đơn vị hàng tháng. Từ đó đưa ra hướng chỉ đạo các đơn vị thực hiện số hóa hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công một cách tốt nhất. Ứng dụng công dân Sóc Trăng được nâng cấp, cải thiện tốc độ truy cập và một số tính năng. Đến nay, ứng dụng đã có trên 59.500 lượt tải. Trong quý 3, Trung tâm đã rà soát chọn lọc các dữ liệu quan trọng bổ sung các phân hệ cho ứng dụng IOC Sóc Trăng như văn bản điện tử, khai thác cát, thông tin và truyền thông, một số chỉ tiêu của phân hệ an sinh xã hội, hành chính công, du lịch. Đến nay, trên ứng dụng đã có 11 phân hệ, các chỉ tiêu chủ yếu như kinh tế xã hội, phản ánh hiện trường, hành chính công, cổng thông tin điện tử, y tế, giáo dục, du lịch, an sinh xã hội, văn bản điện tử, khai thác cát. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng nghe lãnh đạo các sở thảo luận trao đổi về nhiều vấn đề liên quan và quá trình thực hiện vừa qua, những định hướng tới. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị Trung tâm IOC tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị, làm giàu dữ liệu, xây dựng và hoàn thiện các phân hệ, tạo ra các giá trị mới từ dữ liệu số, tiếp tục hoàn thiện giải pháp trợ lý ảo, khai thác dữ liệu lĩnh vực hành chính công, kinh tế xã hội và một số chỉ tiêu quan trọng khác trên IOC. Nghiên cứu triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa IOC hoạt động hiệu quả. Sáng ngày 5 tháng 11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học Công nghệ chuyên ngành tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án xây dựng mô hình nhân giống và trồng hoa lan ứng dụng công nghệ tưới tự động tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.
Dự án do Hợp tác xã Hoa Lan Cù Lao Dung chủ trì thực hiện, với thời gian dự kiến 12 tháng, tổng kinh phí dự trù hơn 400 triệu đồng. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng thành công mô hình, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, giá trị cây hoa lan trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, thúc đẩy việc ứng dụng chuyển đổi số vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Dự án được thực hiện theo định hướng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Điều này góp phần tăng cường năng lực cho các tổ chức khoa học công nghệ, đồng thời góp phần nâng cao năng suất chất lượng cây hoa lan trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.